Rồi, đi thẳng đó. Theo bên tay phải. Đây là cầu Bến Nhất. Bên phải chúng ta sẽ chạy rồi quẹo ngược lên đó đó. Quẹo ngược lên cầu. Chạy về hướng cầu Wow, chúng ta sẽ qua những cái vườn dâu để tham quan quý vị. Còn cái hướng ở phía sau lưng của mình đó là đi về dòng Ghiền. Rồi quay lại ngược lên cầu nhé. Rồi chạy thẳng lên cầu. Ở đây mình có một cái clip là về các chỗ bán bánh xèo quý vị. Nó có làm cái clip này. Món bánh xèo thì ở dưới chân cầu đó có hai cái quán. Thì quán thứ hai là của ông. Cũng rất là ngon. Còn quán nhất thì làm chưa có ăn lần nào hết. Hôm nay Lâm sẽ đi cái vườn dâu cũ ngày xưa là chỗ có bé vào. Còn cái vườn dâu miễn phí ở bên tay phải thì Lâm chưa có đi. Thì để đi tham quan, nếu mà quý vị có mới thích vườn dâu nào thì chúng ta có thể đi vào vườn dâu đó. Đây là cầu Bến Nhất. Có hai cái quán bánh xèo nữa kìa, quán đầu tiên và quán thứ hai đó. Hướng ngược về Bến Nhất thì vẫn có hai ba vườn dâu nữa. Khi mà chúng ta qua cầu, chúng ta hỏi qua cầu số 1 á, thì có một số vườn dâu nằm ở phía dưới nữa. Nhưng mà năm nay thì dâu thì không có nhiều, có nghĩa là chưa có thấy trái nhiều đâu quý vị, còn thấy cây thôi. Alo, alo. Alo, alo. Alo, alo.
15 sáu hầu vườn dâu xanh Ngọc Lan. Vườn dâu này thì giờ chúng ta sẽ tốn phí. Còn bên phải có mấy vườn dâu mà chúng ta không có tốn phí nữa đó quý vị. Chủ yếu là hầu hay có dâu để selfie một tí. Rồi về phải nha. Từ từ đường trơn lắm, từ từ đường trơn. Rồi để đi bộ từ từ được không? Ở đây có thấy bà con chúng ta trồng khóm nè. Cái vườn dâu này là lần đầu tiên Lâm có đi vào năm trước rồi. Năm nay lại đi lại cho thấy. Năm trước cũng trời mưa, năm nay thì cũng trời mưa luôn. Không biết là hên hay là xui đây. Đây chúng ta tới vào vườn dâu rồi. Có cái biển luôn, có cái số điện thoại. Đây. Vườn dâu này thì tốn phí. Vô vườn thì 30.000, còn dâu thì mình mua là 40.000 một ký. Ôi trời, bữa nay cũng mưa. Năm rồi con đi cũng mưa mà cô ha. Năm nay đi cũng mưa nữa. Có hợp đồng với ổng hả? Dạ đâu có đâu, năm rồi con có đi đây mà. Năm nay dâu ít quá cô ha. Chưa có ấy hả? Cũng như năm rồi vậy. Không mà con. Mấy cây đầu tiên đó. Chưa có thấy trái nhiều. Ở trong nó trái nhóc hết á. Dạ dạ. Thì đi vô nè. Rồi rồi, để đưa tiền. Năm ngoái cũng mưa, năm nay cũng mưa. Ở đây cũng có nhiều bạn đang đi vô. Tắm à, đưa tiền lại thối nè, mày giữ hết trơn rồi. Thối tiền nè. Đây là vườn xung quanh vườn. Ở năm nay mình có trồng cái gì thêm không vậy cô? Có măng cục đó. À măng cục phải không? À dạ dạ. Đây là ở dưới cái lồng xung quanh. Ủa cô ơi, đây có bán gì không vậy cô? Đây là vườn dâu năm rồi mà mình có đi tham quan cùng với các bạn. Bữa nay thì trời cũng chuyển mưa như năm rồi. Đây là trái dâu. Không có được như năm rồi lắm, tại vì năm rồi như là... À, xin lỗi, giờ đang là đầu mùa nên chưa có nhiều được quý vị ơi. Đây, những cái trái dâu. Ok. Hai bên đó là bèo. Đây đây. Đây là vườn dâu. Kéo lại giùm. Không. Cái này lại nha. Bây giờ dâu lộ mùa. Mưa rồi. Trời cũng
Để đây chụp hình nè. Đây nè, trái nhóc nè. Trời đang chuyển mưa. Chắc hôm nay mưa nữa rồi. Đây nè, chụp hình không? Chụp hình. Hả? Chụp hình, chụp hình. Đi 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 đi. Đây là các bạn trẻ đang hái cái chùm dầu. Đâu bự đâu. Dạ. Chị ơi. Từ từ, từ từ. Đây nè, trái mượn nè. Đây. Trái tương đối thôi à, tại mới đầu mùa thôi. Chúng ta có thể chờ thêm khoảng tuần nữa, đi là đẹp. Tại trái nó sẽ nhiều hơn. Là cái chòi nè quý vị. Cái chòi để mà chúng ta có thể nghỉ ngơi, ăn uống. Nếu mà chúng ta có đem đồ ăn theo đó. Ở đây làm có đem theo này nè. Đỡ. Cũng được. Trời thì tối thui à. Tại trời sắp mưa rồi. Chắc ngủ ở đây luôn quá. Ê, măng cục kìa, măng cục. Măng cục coi chơi, cho biết thôi, cho ăn gì. Cứ vòng vòng chơi. Hả? Coi gì thế? Hả? Đi chơi. Đây, đây, đây. Màu đấy nó thì nó hơi không có đúng lắm nghe quý vị, vì màu xanh nó hơi ảo hơn thực tế một tí. Đây đây, đây là người đang selfie. Đẹp không, đẹp không? Ở đây là cái vườn dâu kết hợp với vườn măng cụt. À, măng cục thì Lâm thấy cũng có trái rồi, nhưng mà chưa chín gì hết á, mới có trái thôi.
Ở đây còn có vài người thôi, tại trời mưa người ta đi hết. Đây, dâu chưa có nhiều lắm tại vì dâu đầu mùa. Đây Lâm sẽ đi vòng vòng một tí. Đây. Khoảng 2 hoặc 3 tuần nữa chúng ta nên đi thì nó sẽ tốt hơn. Còn đây, măng cục. Măng cục này. Đây. Mới có ra bông, ra trái thôi. Chứ chưa có chín. Vườn này cũng tương đối rộng. Nhưng mà vườn này là vườn tốn phí nha quý vị. 30.000 một người đi vào. 40.000 một ký. Đây Lâm sẽ đi ra ở phía sau này luôn. Ở đây là lúa. Vườn dâu chỉ có bao nhiêu đó thôi. Làm sẽ đi qua cái kế bên này. Đây là có dâu rồi trời hơi mưa nên hình ảnh sẽ đó không được đẹp đâu quý vị.